Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Tachaba.com. Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ các bạn về một cái chương trình, đó là đeo siêu rẻ chất lượng khỏi chê duy nhất ngày hôm nay. Và đặc biệt trong cái chương trình này, các bạn còn được nhập cái mã giảm giá này để giảm thêm 10%, tối đa là 30.000, áp dụng cho đơn hàng từ 99.000 khi mà các bạn mua hàng trên cái app của Shopee nha. Và trong chương trình này sẽ có đồ chơi hộp của tháng 10 và những cái sản phẩm bán chạy như thế này để tên các bạn có thể tham khảo mua. Và đặc biệt là các bạn sẽ được săn đeo vào lúc 10 giờ thì các bạn sẽ được săn hàng với mức giá 9k. Đây, như những cái sản phẩm này với 70k nhưng mà giảm còn 9k vào lúc 10 giờ ngày hôm nay thì các bạn có thể xem. Rất là nhiều sản phẩm được giảm giá. Đây, các bạn đợi mình tí nha. Đây, các bạn đã thấy quá nhiều sản phẩm được giảm giá 9.000 trong khung giờ 10 giờ ngày hôm nay là ngày 2 tháng 10 nha. Đây, những sản phẩm này tới khung giờ 10 giờ sẽ giảm xuống còn 9.000 trên một sản phẩm. Nếu mà các bạn không săn được vào khung giờ này thì các bạn đừng lo lắng, khung giờ 14 giờ sẽ được mở bán với mức giá là 19.000 trên một sản phẩm. Bây giờ mình sẽ mở các bạn xem nha. Bạn đợi tí đây, những sản phẩm này sẽ được giảm giá xuống còn 19.000 trên một sản phẩm chạy vào lúc khung giờ đó là 14 giờ thì các bạn có thể mua với mức giá này, và đặc biệt là 19 giờ thì các bạn có thể mua hàng với mức giá 59.000. Những sản phẩm này sẽ giảm giá còn 59.000 nha. Mình thấy mức giá rất là cao nhưng mà giảm còn 59.000 thì các bạn có thể tham khảo đây. Ví dụ như mình là 160.000 mà giảm còn 59.000, 180.000 mà giảm còn 59.000, 181.000 mà giảm còn 59.000. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào để cho các bạn xem nha. Đây, những sản phẩm này sẽ giảm xuống còn đồng giá 59.000 mà các bạn có thể mua về làm quà tặng cho con mình sử dụng, cho con chơi. Đây, với mức giá rất là rẻ. Nếu mà các bạn nào muốn mua những cái đơn hàng mà dưới 9.000 hoặc dưới 19.000 thì các bạn cũng phải lưu ý nha. Shopee họ chỉ cho thanh toán là cái đơn hàng trên 20.000 thì các bạn chọn những cái sản phẩm này vô giỏ hàng, cho tìm vào cái shop mà mình muốn mua thì các bạn chọn thêm một sản phẩm nào khác nữa. Ví dụ như bạn muốn mua đơn hàng là 10 giờ ngày hôm nay thì các bạn muốn mua cái bộ xếp hình này chẳng hạn với cái giá là 175.000 nhưng mà giảm còn 9.000 thì các bạn cho cái sản phẩm này vào giỏ hàng và các bạn phải bấm vào xem shop để tìm thêm một cái sản phẩm nữa. Các bạn bấm vào tất cả sản phẩm, các bạn bấm vô đây, bạn chọn từ thấp đến cao. Đây, thì các bạn chọn một cái sản phẩm này kèm ví dụ như một cái sản phẩm này chẳng hạn, để hai sản phẩm này thì các bạn có thể thanh toán được nha. Chứ nếu mà các bạn mua riêng một cái sản phẩm này giá dưới 9.000 thì các bạn không thể thanh toán được. Tại Shopee cái đơn hàng phải trên 20.000 thì các bạn mới có thể thanh toán được. Thì trong cái video này mình đã chia sẻ các bạn về cái chương trình săn đồ trẻ em với giá là 9.000 lúc 10 giờ và lúc 19.000 thì lúc là 14 giờ và lúc 17 giờ thì các bạn được săn hàng với 59.000. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay á, hãy bấm like, share và subscribe kênh Tachaba.com của mình bằng cách là trong quá trình bạn xem và nhìn bên góc màn hình bên tay phải có cái logo màu xanh á, các bạn bấm vào đó subscribe, hoặc là bạn nhìn xuống dưới cái phần mô tả thì cũng có chữ đăng ký màu đỏ. Nếu bạn sử dụng phiên bản tiếng Anh thì có chữ subscriber, và đừng quên nhấn cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mà mình up video mới nhất lên để các bạn có thể cập nhật những cái chương trình khuyến mãi. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video đằng sau. Chúc các bạn săn được những cái món hàng yêu thích cho con của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.